Focus RC2 Test 4. Câu 147 đến câu 148, đây là một cái memo thư báo nội bộ ha. Câu 147, mục đích của thư báo là gì? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc lại đoạn đoạn cuối của thư báo em nha. Đọc đáp án trước nào, câu A. To announce, để thông báo về những kết quả của một cái nghiên cứu khoa học. Câu B. To report, báo cáo về những cái phát hiện của cái việc thanh tra kiểm tra hệ thống nước. Câu C. To request, để yêu cầu nhân viên là cần phải monitor, giám sát, kiểm soát cái consumption, cái việc tiêu thụ nước, tiêu dùng nước của họ. Câu D. To explain, để giải thích một cái measure, một cái biện pháp để mà treat, xử lý cái water contamination. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cái đoạn đầu của thư báo trước em nha, cùng đọc nào. Cái thư báo này gửi đến cho tất cả personnel, là nhân sự hay là nhân viên đấy em, gửi từ quản lý nè. Chủ đề water crisis có nghĩa là khủng hoảng nước đó. Cùng đọc nha. As you know, như bạn biết thì đất nước đang trong cái giai đoạn khủng hoảng nước và đã yêu cầu tất cả residents, cư dân và businesses, doanh nghiệp phải chấp nhận hay là thực hiện những cái measures, những cái biện pháp bảo tồn ngay. Therefore, do đó chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người là phải manage, quản lý, kiểm soát cái việc tiêu thụ của mỗi cá nhân responsibly, một cách có trách nhiệm, và tránh những cái việc sử dụng unnecessary, không cần thiết, có nghĩa là tránh cái việc sử dụng lãng phí đó, đặc biệt là ở trong nhà bếp và trong cái restrooms, là cái nhà vệ sinh. Vậy thì em xem nè, mục đích của thư báo này đang làm gì vậy? Đang nhắc nhở, yêu cầu nhân viên là phải kiểm soát cái việc sử dụng nước của mình để tránh lãng phí, phải không nào? Và đáp án là câu nào vậy? Câu C ha, để yêu cầu tất cả staff, nhân viên phải kiểm soát cái việc tiêu thụ, tiêu dùng nước của họ. Ok. Câu 148, Mr. Sutton gần đây vừa mới làm cái điều gì? Về từ khóa chính là Mr. Sutton, form nào? Sẽ bán trước nha câu A. Meet with, gặp gỡ, bàn bạc với một cái official, viên chức chính phủ. Câu B. Renovated, tân trang, cải tiến một số cái facilities, cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm. Câu C. Đã purchase, đã mua những cái trang thiết bị mới. Câu D. Restricted, giới hạn, hạn chế cái việc tiếp cận đến một cái amenity, một cái tiện nghi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Sutton là ai vậy em? Chính là người gửi cái memo, cái thư báo này, form nào, ông ấy là quản lý ha. Rồi bây giờ mình đọc tiếp cái thư báo nha em, để xem Mr. Sutton gần đây vừa mới làm cái điều gì ha. For the time being là hiện tại đấy em, hiện tại tôi cũng đã cho những cái fountains, những cái vòi nước, drinking fountains, những cái vòi nước uống ở hallways, ở hành lang shut off là tắt đấy em. Là hiện tại tôi cũng đã cho tắt những cái vòi nước uống ở hành lang, nhưng mà bottled water, nước đóng chai để mà dùng, để mà sử dụng á, thì sẽ được để sẵn ở trong staff lodges. Và điều này có nghĩa là gì với em? Là Mr. Sutton đã cho tắt những cái vòi nước uống ở hành lang. Những nhân viên mà những ai á mà muốn uống nước thì họ sẽ không đi đến cái hành lang để uống nữa, mà họ sẽ đến đâu vậy em? Họ sẽ đến staff lodges, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Là câu đi phải không? Là Mr. Sutton đã hạn chế cái việc tiếp cận đến một cái amenity, một cái tiện nghi. Và cái tiện nghi ở đây chính là những cái vòi nước uống ở hành lang ha. Ok. Sẽ cùng nhau hệ thống này những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đây là một cái thư báo, đầu tiên mình có từ laboratories, có nghĩa là phòng thí nghiệm hay là phòng lab nè. Science có nghĩa là khoa học ha. Phòng thí nghiệm khoa học, Agenter, ngày gửi thư báo là 27 tháng 8, gửi đến cho tất cả personnel. Mình có từ personnel là nhân sự ha em ha, personnel, nhân sự. Và đây là danh từ số nhiều, mình không cần thêm S nữa em nha. Gửi từ Thomas Sutton là facility manager. Mình có từ facility là một cơ sở hay là một địa điểm. Và ở đây chính là cái phòng lab, cái phòng thí nghiệm đó em. Là quản lý của phòng thí nghiệm ha. Chủ đề là water crisis. Mình có từ crisis là khủng hoảng nè. Hay là sự khủng hoảng ha. Khủng hoảng về nguồn nước. As you know, như bạn biết, thì đất nước đang ở trong cái giai đoạn là water crisis, khủng hoảng về nguồn nước. Và đã yêu cầu tất cả residents, mình có từ residents là cư dân đó em. Yêu cầu tất cả cư dân và business là doanh nghiệp. Adopt, mình có từ adopt, có nghĩa là nhận hay là chấp nhận. Thường gặp có nghĩa là nhận hay là chấp nhận ha. Nhưng mà ở đây có nghĩa là thực thi đấy. Thực thi, thực hiện hay là tuân thủ ha. Quay lại chỗ này nha. Và đã yêu cầu tất cả cư dân và doanh nghiệp á, là phải thực hiện, phải tuân thủ cái measure. Mình có từ measure là biện pháp đấy. Measure danh từ là biện pháp ha. Phải thực hiện những cái biện pháp conservation, mình có từ conservation có nghĩa là sự bảo tồn ha. Phải thực hiện những cái biện pháp bảo tồn immediate là ngay lập tức. Therefore, do đó thì chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người, tất cả mọi nhân viên á, là phải manage, quản lý, kiểm soát cái consumption. Mình có từ consumption có nghĩa là sự tiêu thụ hay là sự tiêu dùng ha. Phải kiểm soát
phải quản lý cái việc tiêu dùng, cái việc sử dụng cá nhân của họ responsibly. Mình có từ responsibly là một cách hợp lý hoặc là một cách có trách nhiệm. Quý vị tại chỗ này nha, và chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người là phải quản lý, kiểm soát cái việc tiêu thụ nước, cái việc sử dụng nguồn nước của mỗi cá nhân responsibly, một cách có trách nhiệm, một cách hợp lý. Và avoid là tránh em, tránh cái việc sử dụng unnecessary là không cần thiết, có nghĩa là tránh việc sử dụng lãng phí ha. Particularly có nghĩa là đặc biệt là, đặc biệt là ở trong bếp nè và ở trong restrooms là nhà vệ sinh. For the time being, mình có cụm for the time being, nó bằng với từ at this time đây, at this time. For the time being bằng với từ at this time. Hiện tại đó thì tôi đã shut off là tắt ha, đã tắt những cái fountains, mình có từ fountains là vòi nước đem, đã tắt những cái vòi nước uống ở hallways là ở hành lang, được không nào? Nhưng mà nước bottle là nước đóng chai đó, để mà consumption là gì em? Và sự tiêu dùng hay là tiêu thụ ha, để mà tiêu thụ, để mà sử dụng á, thì sẽ được để sẵn ở trong cái lounge. Mình có từ lounge là phòng chờ ha, sẽ được để sẵn ở trong những cái phòng chờ nhân viên. Thank you, cảm ơn vì cái corporation. Mình có từ corporation là sự hợp tác hay là sự cộng tác ha. Cảm ơn cái sự hợp tác cộng tác của bạn. Và feel free, hãy thoải mái, tự do để mà notify là báo tin hay là thông báo đem, để mà thông báo cho tôi về bất kỳ những cái questions, những cái câu hỏi hay là concerns. Mình có từ concerns có nghĩa là sự lo lắng hay là cái vấn đề có liên quan đem. Quý vị lại chỗ này nha. Và hãy thoải mái, cảm thấy tự do để mà notify, thông báo, báo tin cho tôi về những cái câu hỏi hay là những cái sự lo lắng, những cái vấn đề có liên quan. Được không nào? Sẽ có 147 câu ai mình có từ announce là gì em? Thông báo hay là công bố ha. Để mà thông báo về cái result, mình có từ result là kết quả, được không nào? Kết quả của một cái study, mình có từ study là nghiên cứu ha. Study là nghiên cứu, động từ là học, danh từ là nghiên cứu nha. Vậy câu ai là để thông báo, để công bố kết quả của một cái nghiên cứu khoa học. Rồi câu B mình có từ findings. Findings danh từ có nghĩa là phát hiện. Những cái phát hiện ha. Những cái phát hiện. Inspection rất là hay gặp em. Inspection là danh từ, còn động từ của nó là inspect. Từ này có nghĩa là thanh tra hay là kiểm tra ha. Rất là hay gặp. Vậy câu B có nghĩa là để báo cáo về những cái phát hiện của một cái đợt thanh tra kiểm tra về cái hệ thống nước. Câu C mình có từ monitor, nó bằng với từ manage ở trên em, có nghĩa là quản lý hay là kiểm soát hay là giám sát ha. Ok, consumption là gì? Cái việc tiêu thụ, cái sự tiêu dùng, phải không nào? Thì câu C có nghĩa là yêu cầu rằng là nhân viên phải kiểm soát cái việc tiêu thụ, cái việc sử dụng nước của họ. Câu D mình có từ explain là gì em? Giải thích ha. Measure gặp rồi. Biện pháp. Treat. Đặng từ treat có nghĩa là đối xử, đối đãi, hay còn có nghĩa là xử lý, giải quyết nữa đây. Ở đây có nghĩa là xử lý hay là giải quyết ha. Để mà giải thích một cái biện pháp để mà xử lý, giải quyết cái contamination. Mình có từ contamination là cái sự nhiễm bẩn ha. Contamination là sự nhiễm bẩn. Giải thích một cái biện pháp để mà xử lý, giải quyết cái sự nhiễm bẩn nguồn nước. Sẽ có 148. Câu A mình có từ meet with là gặp gỡ để mà thảo luận, bàn bạc đem. Official là viên chức hay là quan chức ha. Official là viên chức hay là quan chức. Official tính từ là chính thức, nhưng mà danh từ là viên chức hay là quan chức. Vậy câu A có nghĩa là gặp gỡ, thảo luận, bàn bạc với một cái viên chức chính phủ. Câu B mình có từ renovate, gặp rất nhiều rồi, là tân trang, cải cách ha. Câu C mình có từ purchase là gì em? Mua, được không nào? Equipment là trang thiết bị, vậy câu C là mua những cái trang thiết bị mới. Câu D mình có từ restrict là giới hạn hay là hạn chế ha. Rất là hay gặp. Giới hạn hay là hạn chế. Access đi với từ to có nghĩa là truy cập hay là tiếp cận đi. Tiếp cận hay là truy cập ha. Access to. Amenity có nghĩa là tiện nghi. Amenity là tiện nghi ha. Vậy câu D có nghĩa là hạn chế cái việc tiếp cận một cái tiện nghi, được không nào? Câu 149, câu 150 đây là một cái notice thông báo ha. Câu 149, Senate Right rất có thể sẽ làm gì vào ngày 31 tháng 8? Vậy từ khóa chính là Senate Right vào 31 tháng 8, phải không nào? Sẽ bản tiếp nha câu A. Đóng cửa cái establishment, cái cơ sở kinh doanh của nó để mà relocation, thay đổi địa điểm, di dời ha. Câu B, interview, phỏng vấn những cái applicants, những người nộp đơn xin việc hay là ứng cử viên cho một cái facility, cơ sở địa điểm mới. Câu C, ký một cái hợp đồng cho thuê với lại Perkins Plaza. Câu D, bắt đầu cung cấp những cái sự lựa chọn giao hàng quốc tế. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem từ khóa là Senate Right và 31 tháng 8 nằm ở vị trí nào em nha. Có đầu tiên mình vào từ đầu luôn nha. Đây là một cái thông báo về new location, vị trí địa điểm mới nè em.
Ở đây có ngày 31 tháng 8 nè và có send it right nè. Đọc câu này thử nha. As of là kể từ đêm, kể từ ngày 31 tháng 8 thì send it right packing shipping center, cái trung tâm đóng gói và vận chuyển send it right sẽ không còn được tọa lạc ở vị trí này nữa. Vậy từ câu này mình suy được một điều là gì về em? Là send it right ở cái vị trí này nè sẽ không còn hoạt động nữa từ ngày 31 tháng 8. Mà nó làm gì về em? Nó chuyển sang một cái location, vị trí địa điểm mới phải không nào? Bởi vì cái thông báo này là thông báo về cái new location mà. Vậy đáp án là câu nào về em? À câu A phải không? Nó đóng cửa cái establishment, cái cơ sở kinh doanh của nó để mà di dời chuyển sang một cái địa điểm khác ha. Ok. Câu 150. Điều gì được nói về send it right ở cái parking plaza sẽ bán trước nha câu A. Khách hàng của nó thì được phép park, đổ xe miễn phí. Câu B, một số dịch vụ hiện tại thì sẽ không được cung cấp. Câu C, nó có lẽ có thể là sẽ thuê tuyển dụng nhiều nhân sự hơn là trước đây. Câu D, nó sẽ extend, kéo dài cái giờ hoạt động, cái giờ làm việc của nó. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò nha em. Câu 150 là câu cuối cùng, thường câu cuối cùng mình dò cái đoạn cuối cùng trước hay em ha, nó sẽ nhanh hơn. Tại vì thường câu cuối cùng cái thông tin để mình cả đáp án nó nằm ở đoạn cuối cùng. Rồi cùng đọc đoạn cuối trước em nha. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp all the same services, tất cả những dịch vụ giống như là trước đây. Và mình loại câu nào về em? Loại câu B phải không nào? Câu B nói là một số dịch vụ hiện tại thì không được cung cấp là sai. Nó nói là sẽ tiếp tục cung cấp tất cả những dịch vụ giống như trước đây luôn mà. Phải không nào? Rồi đọc tiếp nha. Nhưng mà sẽ assist, hỗ trợ giúp đỡ các bạn được nhanh hơn. As, bởi vì cái không gian thêm, cái không gian rộng hơn á, sẽ allow, cho phép chúng tôi hire, thuê tuyển thêm nhân viên để mà làm việc trong suốt những cái giờ cao điểm. Vậy là họ sẽ thuê tuyển thêm nhân viên, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C ha, nó có thể là thuê nhiều nhân sự hơn là trước đây. Ok. Rồi cùng hệ thống là những từ được highlight trong bài này các em nhé. Đầu tiên mình có từ location, là vị trí hoặc là địa điểm. Cái notice thông báo về vị trí địa điểm mới, as of là kể từ đấy em. Kể từ ngày 31 tháng 8, thì cái trung tâm packing là đóng gói, shipping là vận chuyển, cái trung tâm đóng gói và vận chuyển send it right sẽ no longer, mình có từ no longer là không còn nữa ha, sẽ không còn được located, được tọa lạc ở cái site, là cái nơi, cái chỗ hay là địa điểm, sẽ không còn được tọa lạc ở cái địa điểm này nữa. While, mặc dù là chúng tôi enjoy, rất là thích cái việc phục vụ khách hàng ở cái location, vị trí địa điểm này, được tọa lạc inside ở bên trong cái tòa nhà Jovan Financial Building, nhưng mà chúng tôi đã grown, mình có từ grown có nghĩa là phát triển nè, chúng tôi đã phát triển beyond là vượt xa ha, phát triển vượt xa cái space, cái không gian mà chúng tôi có hiện tại, có nghĩa là đã phát triển lớn mạnh và cái không gian, cái chỗ hiện tại á, nó không có còn phù hợp, nó nhỏ ha, nó không có đáp ứng, không còn phù hợp được cái nhu cầu phát triển này. Vì thế vào ngày 1 tháng 9 á, thì bạn sẽ tìm thấy Stand It Right ở đối diện cái Centerview Highway ở trong Perkins Plaza Suite 112. Cái giờ regular, mình có từ regular là thông thường nè. Giờ làm việc thông thường của chúng tôi là từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, từ thứ 2 đến thứ 6 sẽ resume. Mình có từ resume là bắt đầu lại hay là tiếp tục lại ha. Resume là bắt đầu lại hoặc là tiếp tục lại. Sẽ bắt đầu lại vào ngày hôm đó. Send it right. Sẽ có một cái không gian lớn hơn nhiều, rộng hơn nhiều mà nó đã được thiết kế specifically, cụ thể riêng dành cho cái nhu cầu của chúng tôi, including là bao gồm nè, bao gồm hay là gồm một cái zone, là một cái khu vực tự đóng gói mới dành cho những khách hàng, những người mà thích mang những cái vật dụng, những cái món đồ và những cái hộp từ nhà của họ lên và sẽ thực hiện cái việc đóng gói on site là tại chỗ ha. Customers, những khách hàng thì cũng có thể purchase là mua đấy, cũng có thể mua những cái hộp của chúng tôi nè. Nó được cung cấp ở rất là nhiều cái kích cỡ và hình dáng khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ supply, mình có từ supply là cung cấp luôn đấy. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp tape là băng keo nè, scissors là kéo và work table là cái bàn để mà làm việc ha. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp tất cả những cái dịch vụ giống như là trước đây, nhưng mà sẽ assist, mình có từ assist là hỗ trợ hay là giúp đỡ đấy. Nhưng mà sẽ hỗ trợ bạn quickly, mình có từ quick là nhanh thêm ha, nhanh chóng đó. Sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng hơn, as bởi vì cái không gian thêm này nè, cái không gian rộng lớn hơn này á, sẽ allow, cho phép chúng tôi hire là thuê tuyển đây, thuê tuyển thêm employees là nhân viên để mà làm việc trong suốt những cái giờ cao điểm. Mình có từ peak hours là giờ cao điểm nè, peak hours giờ cao điểm ha. As a reminder, như là một cái sự nhắc nhở, mình có từ reminder là nhắc nhở đây em. Như là một cái sự nhắc nhở có nghĩa là hãy nhớ rằng ha, cái dịch vụ của chúng tôi thì bao gồm cái việc đóng gói nè, vận chuyển, mailing là gửi qua đường bưu điện đây em,
gửi fax và notarizing. Mình có từ notarize có nghĩa là công chứng đó em ha, chứng thực hay là công chứng. Và công chứng những cái hàng hóa, món hàng, as well as cũng như là cho thuê, rất là nhiều, rất là đa dạng những cái mailboxes. Mình có từ mailbox là cái hộp thư ha, rất là nhiều những cái hộp thư cá nhân khác nhau. Chúng tôi sẽ continue, tiếp tục cung cấp cả cái courier services. Mình có từ courier service có nghĩa là dịch vụ chuyển phát nhanh ha, courier service, dịch vụ chuyển phát nhanh. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cả hai cái dịch vụ chuyển phát nhanh, international là quốc tế và domestic là nội địa đấy em. Nội địa ha. Rồi. Và cũng sẽ gửi những cái packages, những cái kiện hàng, gói hàng hay là những cái documents, những cái tài liệu thông qua hay là bằng cái dịch vụ vận chuyển regular thông thường. Chúng tôi hy vọng là bạn sẽ tiếp tục do business. Mình có từ do business có nghĩa là làm ăn hay là giao dịch đấy em. Và chỗ này có nghĩa là sử dụng dịch vụ đó ha. Bạn sẽ tiếp tục làm ăn, giao dịch hay là sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại cái location, vị trí địa điểm mới. Câu 149, câu A mình có từ establishment. Động từ establish là thành lập hay là thiết lập. Cái từ establishment ngoài có nghĩa là sự thành lập, thiết lập còn có nghĩa là cái cơ sở kinh doanh nữa ha. Establishment là một cái cơ sở kinh doanh hay là một cái tòa nhà ha, một cái cơ sở kinh doanh. Relocation là thay đổi địa điểm hay là di dời. Vậy câu A là đóng cửa một cái cơ sở kinh doanh của nó để mà di dời hay là thay đổi địa điểm ha. Rồi câu B mình có từ applicants là những cái người nộp đơn xin việc đấy, những cái người ứng tuyển ha. Facility là cơ sở hay là địa điểm. Câu B có nghĩa là phỏng vấn những cái người nộp đơn xin việc, những cái ứng cử viên, những cái người ứng tuyển cho một cái vị cho một cái cơ sở địa điểm mới. Câu C mình có từ sign là ký đấy, ký kết đó ha, ký. Agreement là cái bản thỏa thuận hay là bản hợp đồng. Vậy câu C có nghĩa là ký một cái bản thỏa thuận, cái hợp đồng cho thuê cùng với Perkins Blazer. Câu 150, câu A mình có từ permit là cho phép. Permit là cho phép. Park, động từ park là đổ xe hay là đậu xe đây. Danh từ là công viên, động từ là đổ xe hay là đậu xe ha. Vậy câu A là khách hàng của nó đó thì được cho phép đổ xe, đậu xe miễn phí. Câu B mình có từ current là hiện tại. Hiện tại ha. Rồi câu C mình có từ employ là thuê hay là tuyển đây. Thuê hay là tuyển dụng ha. Personnel là gì? Nhân sự. Nhân sự hay là nhân viên ha. Previously là trước đây đây. Vậy câu C là nó có lẽ có thể là sẽ thuê tuyển thêm nhiều nhân sự hơn là trước đây. Câu D mình có từ extend là kéo dài đây. Extend là kéo dài ha. Operation là sự vận hành hay là hoạt động. Operation là vận hành hay là hoạt động ha. Vậy câu D có nghĩa là nó sẽ kéo dài cái giờ hoạt động, cái giờ làm việc của nó, được không nào? Câu 151 đến câu 152, đây là những cái tin nhắn ha. Câu 151, vào lúc 2:27 thì Miss Fuller có ý là gì khi bà ấy viết "Oh, didn't you know?" Xe bán trước nhà cô ấy. Bà ấy nghĩ rằng Mr. Cavanaugh nên liên hệ với một khách hàng. Câu B, cái transaction, cái sự giao dịch của một vị khách hàng đã bị hủy bỏ vào phút cuối. Câu C, bà ấy cho rằng nghĩ rằng Mr. Cavanaugh biết một cái quyết định. Câu D, một cái tin nhắn đã bị gửi đến sai người bởi nhầm lẫn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem 2:27 nằm ở vị trí nào em nhé. Ở đây form nào? Và đây có câu là "Oh, didn't you know" nè em. Để hiểu được câu này có ý là gì, mình phải đọc cái tin nhắn ở phía trước nó là 2:25 ha. Rồi cùng đọc em nha. Mr. Cavanaugh nói rằng tôi rất vui khi nghe được điều đó. Điều đó là điều gì vậy em? Để hiểu rõ hơn, mình đọc cái tin nhắn ở phía trước nữa cho dễ hiểu nha. Là lúc 2:23 nè, thì Miss Fuller nói rằng "Thank you, cảm ơn bạn một lần nữa vì đã lên kế hoạch sắp xếp cái chuyến tham quan cho khách hàng rất là tốt, cùng với representatives, những người đại diện từ công ty đồ chơi IPD Toy Incorporated. Tôi khá là impressed, tôi khá là ấn tượng." Thì Mr. Cavanaugh nói rằng "Tôi rất vui khi nghe được điều đó. Họ dường như rất là quan tâm đến việc đặt hàng một số cái dòng sản phẩm đồ chơi mà tôi đã describe, đã miêu tả trong suốt cái bài thuyết trình của tôi." Thì Miss Fuller nói rằng "Oh, didn't you know?" Bạn không biết sao? Họ đã liên hệ với chúng ta vào sáng hôm nay để mà nói rằng họ đã decided, họ đã quyết định carry, đưa, mang cái dòng sản phẩm đồ chơi búp bê Happy Abby Doll vào trong tất cả những cái cửa hàng của họ globally, trên khắp toàn cầu. Vậy thì cái câu là "Oh, didn't you know" nghĩa là gì vậy em? Có nghĩa là Miss Fuller cứ nghĩ là Mr. Cavanaugh đã biết về cái quyết định này rồi, phải không nào? Ồ, bạn không biết sao? Bạn vẫn chưa biết sao? Phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em?
cô ấy. Bạn nghĩ rằng đó là Mr. Kavanaugh nên liên hệ với khách hàng, không phải phải không nào cô Bi? Cái giao dịch của khách hàng thì bị hủy bỏ cũng không có nói luôn cô Si. Bà ấy cho rằng nghĩ rằng đó là Mr. Kavanaugh đã biết được về cái quyết định. À, đáp án là cô Si phải không nào? Còn cô Đi là gì em? Cái tin nhắn được gửi đến sai người là không có nói đến luôn. Đáp án là cô Si ha. Ok. Có 152, điều gì được nói về IBD Toy Incorporated, về từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó sẽ request, yêu cầu một số thay đổi cho cái appearance, cái diện mạo của một cái sản phẩm. Câu B, nó operates, nó hoạt động những cái cửa hàng bán lẻ, có nghĩa là nó mở những cái cửa hàng bán lẻ ở những đất nước khác nhau. Đáp bán là câu B phải không nào? Bởi vì lúc nãy mình dò rồi em, đây nè. IBD Toy Incorporated chính là cái công ty khách hàng đã đặt mua sản phẩm đồ chơi. Mà lúc nãy đó Miss Fowler có nói là gì em? Họ chính là cái công ty IBD Toy Incorporated á, đã quyết định là đưa cái dòng sản phẩm búp bê Happy Happy Doll vào trong tất cả những cái cửa hàng của họ globally, là trên toàn cầu. Và điều này có nghĩa là IBD Toy Incorporated có những cái cửa hàng ở toàn cầu, ở nhiều quốc gia, phải không nào? Vậy đáp án là câu B luôn ha. Mình không cần dò câu C và câu D nữa. Ok. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ thường xuyên ra thi trong bài này game nha. Đầu tiên Miss Fowler nói rằng thank you, cảm ơn bạn một lần nữa vì đã lên kế hoạch sắp xếp cái chuyến tham quan cho client, là khách hàng đấy em. Cái chuyến tham quan cho khách hàng rất là tốt, cùng với representative, có nghĩa là những người đại diện ha, người đại diện. Representative là người đại diện. Cùng với những người đại diện từ công ty đồ chơi IBD Toy Incorporated, tôi khá là impressed, là ấn tượng đấy em. Mình có từ impressed là ấn tượng ha. Tôi khá là ấn tượng. Mr. Kavanaugh nói rằng tôi rất vui khi nghe được điều đó. Họ seem, mình có từ seem là dường như đấy. Dường như hay là trông có vẻ ha. Họ dường như trông có vẻ là rất là quan tâm đến việc place an order, là đặt hàng đấy. Họ rất là quan tâm đến việc đặt hàng một số cái line, mình có từ line là dòng ha, dòng sản phẩm đó. Toy là đồ chơi, một số cái dòng đồ chơi mà tôi đã describe, mình có từ describe là miêu tả hay là mô tả đấy. Mà tôi đã miêu tả trong suốt cái presentation, là bài thuyết trình ha. Trong suốt cái bài thuyết trình của tôi. Miss Fowler nói rằng oh, didn't you know? Bạn vẫn chưa biết sao? Họ đã contact, là liên hệ đấy em. Họ đã liên hệ với chúng ta vào sáng hôm nay để mà nói rằng họ đã decided, họ đã quyết định carry, là đưa hay là mang cái dòng sản phẩm búp bê Happy Happy Doll vào trong tất cả những cái store, là cửa hàng đấy em. Trong tất cả những cái cửa hàng của họ globally, là trên toàn cầu ha. Trên khắp thế giới, trên toàn cầu. Được không nào? Miss Fowler nói tiếp. Họ nghĩ rằng á, là có thể là sẽ có cái market, là thị trường đấy em. Sẽ có thị trường cho búp bê và đã agree, đã đồng ý để mà đặt hàng khởi đầu là 500 cái sản phẩm. Mr. Kavanaugh nói rằng that's great, thật là tuyệt. Điều này thật sự là có thể giúp chúng ta establish. Mình có từ establish là thiết lập hay là củng cố đây. Establish, thiết lập hay là củng cố ha. Cái điều này thì thật sự là có thể giúp chúng ta thiết lập hay là củng cố brand, nhãn hiệu. Brand là nhãn hiệu ha. Thiết lập, củng cố cái nhãn hiệu của chúng ta internationally, là trên trường quốc tế, được không nào? Rồi tiếp câu 151. Câu B mình có từ transaction, có nghĩa là sự giao dịch đấy. Sự giao dịch ha. Sự giao dịch hay là việc giao dịch. Transaction, sự giao dịch. Cancel là gì em? Hủy bỏ ha. Câu B là một cái sự giao dịch của khách hàng á, nó đã bị hủy bỏ vào phút cuối. Câu C mình có từ expect. Expect là mong đợi, hoặc là nghĩ rằng hay là cho rằng đấy em. Be aware of có nghĩa là nhận biết ha. Be aware of là nhận biết về cái gì đó. Decision là danh từ của động từ decide, có nghĩa là quyết định. Vậy câu C có nghĩa là cô ấy cho rằng, nghĩ rằng á, là Mr. Kavanaugh đã nhận biết được về cái quyết định. Câu D mình có từ by mistake, là bị nhầm lẫn đấy. Bị nhầm lẫn ha. Ok. Rồi câu 152. Câu A mình có từ appearance. Appearance là cái diện mạo, cái ngoại hình em. Ở đây là cái diện mạo của sản phẩm ha. Rồi tiếp câu B mình có từ operate, là hoạt động hay là vận hành. Retail là bán lẻ đấy. Outlets là cửa hàng ha. Outlets là cửa hàng. Và retail outlets là cửa hàng bán lẻ đó. Câu B là nó hoạt động hay là nó mở những cái cửa hàng bán lẻ ở nhiều đất nước khác nhau. Rồi câu C mình có từ specialize, đi với giới từ in. Specializing là chuyên về cái gì đó. Specializing là chuyên về cái gì nha em nha. Chuyên về ha. Educational có nghĩa là giáo dục, mang tính giáo dục ha. Vậy câu C là nó chuyên về những cái trò chơi hoặc là những cái đồ chơi mà mang tính giáo dục. Câu D mình có từ manufacture, động từ là sản xuất nè.
Manufacture là sản xuất ha. Vậy câu D có nghĩa là nó sản xuất ra hầu hết những cái món hàng, những cái sản phẩm mà nó bán. Ok. Câu 153 đến câu 154, đây là một cái email ha. Câu 153, tại sao Mr. Warner lại muốn change, thay đổi cái reservation, cái việc đặt chỗ của công ty của ông ấy? Về từ khóa chính là Mr. Warner change reservation, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Cái ngày cho một cái occasion, một cái dịp á, thì vẫn chưa được confirm, xác nhận. Câu B, cái chỗ được đặt initially là ban đầu, đầu tiên á, thì không có available, không có sẵn, không có trống ha. Câu C, một cuộc họp khác đã được schedule, sắp xếp lịch vào cùng cái ngày. Câu D, một cái executive, một cái người điều hành á, thì không có available, không có rảnh, không có thể đến. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem từ khóa đang ở vị trí nào em nha. Câu đầu tiên mình vào từ đầu luôn em nha. Mr. Warner chính là người gửi cái email này, phải không nào? Ở đây mình có từ book, giống với từ reservation để em là đặt chỗ trước đó. Rồi ở đây mình có từ reschedule là sắp xếp lại lịch trình này em. Nó giống với từ change, phải không nào? Và mình đọc cái đoạn này thử nha. Dim is fine. Tháng trước, tôi đã đặt cái điểm của bạn để mà host, tổ chức một cái cuộc họp và tiệc trưa sắp tới dành cho nhân viên của công ty của chúng tôi vào ngày 30 tháng 1. Unfortunately, thật không may, tôi vừa mới biết được rằng President, chủ tịch của chúng tôi thì sẽ out of the country, là không có mặt ở trong nước, có nghĩa là đi ra nước ngoài đấy em, vào ngày hôm đó. Vì thế, tôi muốn reschedule, sắp xếp lại vào cái tuần sau đó nữa, nếu mà có thể. Và cái lý do mà Mr. Warner thay đổi cái việc đặt chỗ, cái ngày đặt chỗ là gì vậy em? Chính là do chủ tịch không có mặt ở trong nước, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu D phải không? Là do một cái người điều hành thì không thể đến được bởi vì ông ấy đi nước ngoài. Đáp án là câu D ha. Ok. Câu 154. Mr. Warner yêu cầu Miss Fine làm điều gì? Sẽ bán trước nha câu A. Suggest, đề xuất một cái nhà hàng tốt. Câu B, cung cấp danh sách những cái thức uống. Câu C, sắp xếp một cái phòng lớn. Câu D, gửi một cái invoice, cái hóa đơn đã được chỉnh sửa. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò nha em nha. Câu 154 là câu cuối cùng rồi. Thường câu cuối cùng đem mình vào cái đoạn cuối trước, bởi vì cái thông tin để chọn đáp án của câu cuối cùng thường nó nằm ở đoạn cuối. Bây giờ mình đọc đoạn cuối trước nha. Feel free, hãy thoải mái reply to, phản hồi lại email này, hoặc nếu bạn muốn bạn có thể gọi điện cho tôi tại số điện thoại này. Tôi mong đợi nghe cái phản hồi từ bạn sớm. Không có đáp án form nào, vậy mình dò ngược lên trên đi em. À, đây có cái câu là could you send me, bạn có thể gửi cho tôi. Bạn ở đây chính là ai vậy em? Chính là người nhận cái email, là Miss Fine đó. Tôi ở đây chính là ai? Tôi chính là Mr. Warner, form nào? Vậy đây đó có thể là cái câu yêu cầu, đọc câu này thử nha. Bạn có thể gửi cho tôi cái thông tin liên quan đến những cái sự lựa chọn này hay không? Vậy thì bây giờ đó em, có nghĩa là Mr. Warner yêu cầu Miss Fine gửi cái thông tin gì đó, phải không nào? Để biết được những cái sự lựa chọn này là gì đó, mình đọc cái câu ở phía trước nữa đi em cho dễ hiểu nha. Also, bên cạnh đó, tôi quên hỏi bạn về những cái loại beverage, là thức uống đó em, mà được cung cấp. Tôi không có nhìn thấy chúng trên cái danh sách menu. Bạn có thể gửi cho tôi cái thông tin liên quan đến những cái sự lựa chọn này hay không? Và sự lựa chọn này chính là những cái sự lựa chọn về cái gì vậy em? Về cái beverage, về thức uống, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Câu B phải không, là cung cấp danh mục, danh sách những cái thức uống ha. Ok. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đây là một cái email gửi đến cho Miss K Fine, gửi từ Mr. Warner. Ngày gửi là 17 tháng 11. Chủ đề là booking change, là cái sự thay đổi về việc đặt chỗ ha. Dear Miss Fine, last month, tháng trước tôi đã book, tôi đã đặt chỗ cái facility. Mình có từ facility, danh từ, có nghĩa là cơ sở hay là địa điểm thêm. Tôi đã đặt chỗ cái cơ sở địa điểm của bạn để mà host, động từ host là tổ chức ha. Để mà tổ chức cái meeting, cuộc họp và cái luncheon là tiệc trưa đấy. Để mà tổ chức cái cuộc họp và tiệc trưa upcoming, sắp tới, sắp đến dành cho nhân viên vào ngày 30 tháng 1. Unfortunately, không may thay á, là tôi vừa mới learn that, biết được rằng President, có nghĩa là chủ tịch đấy. President, chủ tịch ha. Chủ tịch của chúng tôi thì sẽ out of the country, không có mặt ở trong nước vào ngày hôm đó. Vì vậy, tôi muốn reschedule, là sắp xếp lại lịch trình hay là lên lịch lại để mà tổ chức for the following week, vào cái tuần sau đó, if possible, nếu mà có thể. Sự lựa chọn đầu tiên của tôi cho cái ngày tổ chức là ngày 2 tháng 5 vào cùng cái thời gian như là trước đây là 12 giờ trưa. Vui lòng hãy notify. Mình có từ notify, động từ là báo tin hay là thông báo đây. Vui lòng hãy báo tin, hãy thông báo cho tôi as soon as possible, sớm nhất có thể nếu bạn có cái không gian trống. Nếu mà không thì let me know, hãy cho tôi biết là ngày nào thì có phòng trống. Also, bên cạnh đó, bạn cũng đã cung cấp cho tôi những cái sự lựa chọn về thực đơn cho cái luncheon, là cho cái gì em? Cho cái tiệc trưa. Và tôi đã dành thời gian để mà look through, để mà xem qua chúng. Tôi muốn chọn gà nướng nè, cùng với mì ha, và
tossed salad là salad trộn đấy em. Cho main course, mình có từ main course là món chính ha, món ăn chính nè. For dessert, đối với món tráng miệng mình có từ dessert là món tráng miệng. For dessert, mình có từ dessert là món tráng miệng đấy em. Đối với món tráng miệng thì tôi sẽ quyết định và chọn cái cheesecake, cái bánh phô mai. For dessert, mình có từ dessert là món tráng miệng đấy em. Đối với cái món tráng miệng thì tôi quyết định chọn cái cheesecake, cái bánh phô mai cherry của bạn ha. Bên cạnh đó thì tôi cũng quên hỏi bạn về những cái loại beverage. Mình có từ beverage có nghĩa là thức uống nè, đồ uống hay là thức uống ha. Tôi quên hỏi bạn về những cái loại thức uống được cung cấp. Và tôi cũng không nhìn thấy chúng trong cái danh sách, cái sự lựa chọn những cái thực đơn. Bạn có thể gửi cho tôi cái thông tin regarding là liên quan đến nè. Bạn có thể gửi cho tôi những cái thông tin liên quan đến cái sự lựa chọn này hay không? Feel free, hãy thoải mái để mà reply to. Mình có từ reply to là trả lời hay là phản hồi đấy em. Hãy thoải mái trả lời phản hồi lại cái email này. Hoặc nếu bạn muốn thì bạn có thể gọi cho tôi tại số điện thoại này. I look forward to. Mình có từ look forward to đi với verb in có nghĩa là mong đợi hay là trông mong ha. Tôi mong đợi được nghe phản hồi từ bạn sớm, được không nào? Rồi ký tên. Có 153 câu ai mình có từ occasion có nghĩa là cái dịp đấy em. Occasion là cái dịp ha. Confirm là xác nhận. Vậy câu A có nghĩa là cái ngày mà diễn ra cái dịp á thì vẫn chưa được xác nhận. Câu B mình có từ initially. Initially là trạng từ, tính từ là initial, có nghĩa là ban đầu hay là đầu tiên ha. Ban đầu hoặc là đầu tiên. Vậy câu B có nghĩa là cái chỗ đã được đặt ban đầu đầu tiên á thì không có trống. Hôm nào câu D mình có từ executive là người điều hành hay là giám đốc điều hành ha. Có 154 câu D mình có từ invoice có nghĩa là hóa đơn đấy em. Invoice hóa đơn ha. Revise có nghĩa là duyệt lại hay là chỉnh sửa lại. Vậy câu D là gửi một cái hóa đơn đã được chỉnh sửa lại thì hôm nào. Ok. Câu 155 đến câu 157 đây là một cái information, một cái thông tin ha. Câu 155, Flex thành 900 thì rất có thể là cái loại sản phẩm gì? Vậy từ khóa chính là Flex thành 900 form nào? Sẽ bán trước nha câu A. Workout machine là một cái máy tập thể dục ha. Câu B, appliance, thiết bị dụng cụ nhà bếp. Câu C, equipment, trang thiết bị factory, nhà máy. Câu D, health supplement, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem Flex thành 900 đang ở vị trí nào em nha. Câu đầu tiên mình vào từ đầu luôn nha. Ở đây có từ Flex thành 900 trên tựa đề luôn nè em. Vậy mình dò từ đầu luôn em nha. Cái thông tin quan trọng liên quan đến cái Flex thành 900. Vui lòng hãy đọc cái manual, cái quyển sách hướng dẫn dành cho người sử dụng được enclosed, được đính kèm trước khi assembling là lắp ráp cái sản phẩm này. Mình cũng chưa biết được chính xác là sản phẩm gì, form nào đọc tiếp nha. Moreover, thêm vào đó, hãy retain, hãy giữ lại những cái instructions, những cái sự hướng dẫn này để mà tham khảo trong tương lai. Do not use, đừng có sử dụng cái sản phẩm này nếu có bất kỳ cái bộ phận nào nó bị missing, nó bị thiếu. Hãy liên hệ với chúng tôi tại các số điện thoại đã được cung cấp để mà chúng tôi giao cho bạn những cái bộ phận nó bị thiếu. Cũng chưa được đáp án luôn, form nào đọc tiếp nha. Before each use, trước mỗi lần sử dụng thì hãy kiểm tra xem tất cả những cái mảnh, những cái bộ phận đã được fasten, đã được cài một cách an toàn, một cách đảm bảo chưa. Bạn có thể là phải chịu rủi ro về injury, về chấn thương nghiêm trọng nếu mà cái máy này á nó không được gắn một cách chính xác. Components, những cái bộ phận thì có thể là bị lỏng, loose là bị lỏng đấy em, sau một cái khoảng thời gian dài sử dụng. Vì vậy rất là vital, quan trọng, cần thiết để mà bạn kiểm tra regularly, thường xuyên, xem mọi thứ nó có đúng cái thứ tự, trật tự và thực hiện cái việc sửa chữa khi cần thiết. Cũng chưa chọn được đáp án luôn, form nào đọc tiếp đi em. Caution, hãy cẩn thận, thận trọng là hãy lưu ý đi em. Thứ nhất là luôn luôn consult, tham vấn ý kiến của bác sĩ qualify có trình độ chuyên môn trước khi mà undertake, đảm nhiệm bất kỳ cái chương trình exercise, tập thể dục nào. Cái việc training, luyện tập excessive, quá mức hoặc là incorrect, không đúng á, trên cái apparatus này á, có thể gây ra chấn thương. Vậy thì theo em cái Flex thành 900 là cái gì mà nó có thể thực hiện cái việc luyện tập, cái bài tập thể dục? Nó là cái máy tập thể dục form nào? Vậy đáp án là câu câu A ha. Ở đây mình có từ workout, nó bằng với từ exercise, là tập thể dục đấy. Ok. Câu 156, cái điều gì được nói về Flex thành 900? Vậy từ khóa chính là Flex thành 900 form nào? Vậy mình phải dò tiếp rồi đó. Bây giờ mình dò từng đáp án đi cho nhanh em, bởi vì nếu mà đọc tiếp nữa thì rất là lâu ha. Rồi câu A trước nào. Một số cái mẫu, cái bộ phận của nó thì được bán một cách riêng lẻ. Rồi em dò xem có nói như vậy không. Lúc nãy cái đoạn ở trên đây á chỉ nói là
những cái bộ phận mà bị thiếu á, thì liên hệ cái công ty để mà họ giao đến tận nhà thôi, phải không nào? Chứ không có phải là bán riêng lẻ gì cả. Rồi anh dò cái đoạn ở phía dưới nữa, coi cái đoạn còn lại xem có nó là bán riêng lẻ hay không. Không có, phải không nào? Số 3 cũng không có luôn. Số 4 cũng không có luôn. Số 5 cũng không có luôn. Đoạn cuối cũng không có luôn em. Tiếp đi em. Câu B thì sao? Nó không được sử dụng ở trong nhà. Nó là một cái máy tập thể dục mà không được sử dụng trong nhà thì kỳ quá ha. Em dò xem có nói như vậy không, có nói gì đến nhà không. Số 2 không có, không nào. Số 3 cũng không có luôn. Số 4 cũng không có luôn. Số 5 cũng không có ha. Câu cuối cũng không có luôn em. Rồi tiếp câu C đi. Nó yêu cầu maintenance là bảo trì. Em dò xem có không. Ở đây có từ maintenance em, đọc câu này thử nha. Đối với cái việc bảo trì và chăm sóc tổng quan á, thì hãy lau cái bề mặt gì đó, phải không, bằng cái vải gì đó ấm nè. Đừng có sử dụng Flexon 900 nếu mà nó có dấu hiệu damage, bị hư hại xuất hiện. Vậy thì nó có yêu cầu bảo trì, phải không em? Đây nè, vậy là đáp án là câu gì rồi? Câu C luôn ha. Ok. Câu 157. Điều gì không phải là một cái recommendation, một cái sự đề xuất, một cái lời khuyên dành cho người dùng? Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc về từng đáp án em nha. Câu A trước nào. Adjust, điều chỉnh cái cài đặt dành cho trẻ em. Vậy từ khóa trong câu A chính là children, phải không nào? Em dò xem có không. Lúc nãy mình thấy ở một cái số 5 phải không? Đây này em có từ children này, đọc câu này thử nha. At no time, không có thời gian nào mà young children, mà trẻ em á, nên được cho phép tiếp cận cái máy. Có nghĩa là trẻ em thì không được phép tiếp cận cái máy, không nên được phép tiếp cận cái máy vào bất kỳ thời gian nào, phải không nào? Even when, thậm chí là nó không sử dụng. Trong khi đó câu A lại nói là điều chỉnh cài đặt dành cho trẻ em. Trẻ em đâu có được đến gần cái máy, cho dù cái máy nó không sử dụng cũng không được đến gần luôn em. Vì câu A là chắc chắn là không phải là một cái lời khuyên rồi, phải không nào? Không cần dò câu BCD nữa ha. Ok. Sẽ cùng nhau hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đầu tiên mình có từ information, có nghĩa là thông tin ha. Regarding là gì em? Liên quan tới. Thông tin quan trọng liên quan tới cái sản phẩm Flexon 900. Vui lòng hãy đọc cái manual. Mình có từ manual là sách hướng dẫn đây. Sách hướng dẫn hay là sổ hướng dẫn ha. Vui lòng hãy đọc cái sách hướng dẫn dành cho người sử dụng, được enclosed và được đính kèm trước khi assembling. Mình có từ assembling ở đây là verb in của động từ assemble đây. Assemble có nghĩa là lắp ráp ha, từ này rất là hay gặp, lắp ráp. Trước khi lắp ráp cái sản phẩm này, moreover, thêm vào đó thì hãy retain. Mình có từ retain là giữ lại ha. Hãy giữ lại cái instruction là sự hướng dẫn đây. Hướng dẫn hay là sự hướng dẫn ha. Hãy giữ lại những cái hướng dẫn này để mà reference là tham khảo, để mà tham khảo trong tương lai. Đừng có sử dụng cái sản phẩm nếu mà bất kỳ cái bộ phận nào nó bị missing, là bị thiếu ha, bị mất, bị thiếu. Hãy contact, hãy liên hệ với chúng tôi tại các số điện thoại đã được cung cấp để mà chúng tôi ship to you, giao đến cho bạn bất kỳ cái bộ phận nào bị thiếu. Trước mỗi lần sử dụng thì hãy kiểm tra xem tất cả những cái mảnh, những cái bộ phận đã được fasten, là cài lại, gắn lại đây, đã được cài lại, gắn lại securely, một cách an toàn, một cách đảm bảo chưa. Bạn risk, mình có từ risk, danh từ là rủi ro, còn động từ là có nguy cơ, có khả năng chịu rủi ro ha. Bạn có thể là phải chịu cái rủi ro là về injury. Mình có từ injury là bị thương hay là bị chấn thương đây. Có thể chịu rủi ro là gặp những cái chấn thương serious. Mình có từ serious là nghiêm trọng ha. Tính từ serious có hai nghĩa em. Thứ nhất là nghiêm trọng, thứ hai là nghiêm túc ha. Và đây là nghiêm trọng, có thể chịu rủi ro bị chấn thương nghiêm trọng nếu mà cái máy á, nó không có được attach, là không có được cài, không có được gắn, không có được lắp ráp một cách chính xác đây. Components có nghĩa là thành phần hay là bộ phận ha. Components là thành phần hay là bộ phận đây. Những cái thành phần bộ phận á, thì có thể come loose. Mình có từ loose là rộng hay là lỏng ha. Lỏng hay là rộng ở đây có nghĩa là bị lỏng đây. Những cái thành phần, những cái bộ phận á, nó có thể là trở nên bị lỏng sau một cái extended period, một cái khoảng thời gian extended dài use, sử dụng. Vì vậy rất là vital. Mình có từ vital là quan trọng hay là cần thiết ha. Quan trọng hoặc là cần thiết, rất là quan trọng, cần thiết để mà bạn kiểm tra regularly, một cách thường xuyên, xem mọi thứ á, nó có đúng cái thứ tự, trật tự, và thực hiện repair là sửa chữa khi mà cần thiết ha. Caution, mình có từ caution đây em, có nghĩa là thận trọng ha. Thận trọng, cẩn thận, hay cái này mình dịch là lưu ý đây em.
Thứ nhất là always, luôn luôn consult. Mình cái từ consult, động từ là tham vấn ý kiến của ai đây em? Hãy luôn luôn tham vấn ý kiến của bác sĩ, qualify là có trình độ chuyên môn ha. Trước khi undertake, mình cái từ undertake có nghĩa là nhận hoặc là đảm nhận, hoặc có nghĩa là bắt đầu nè. Nhận, đảm nhận hay là bắt đầu cái việc gì ha. Quý vị lại chỗ này nha, trước khi nhận hay là bắt đầu bất kỳ cái chương trình tập thể dục nào, cái việc training, cái việc luyện tập excessive có nghĩa là quá mức đây. Việc luyện tập excessive quá mức hoặc là incorrect, không đúng á, trên cái apparatus. Mình có từ apparatus là cái thiết bị hay là cái dụng cụ ha, nó bằng với từ equipment hay là từ device đây. À, cái việc luyện tập quá mức và không đúng hoặc là không đúng trên cái thiết bị dụng cụ này á thì có thể cause là gây ra, injury là chấn thương ha. Số 2, hãy make sure, hãy đảm bảo là cái equipment, cái thiết bị này á, nó được đặt ở trên cái surface, là cái bề mặt đen. Surface là cái bề mặt ha. À, nó được đặt ở trên, nó được nằm ở trên cái bề mặt flat, là phẳng ha, phẳng. Và tất cả những cái bolts là chốt nè, những cái chốt, những cái ốc và những cái then cài á, nó đã được secure, được cài chặt an toàn ha, trước khi mà bắt đầu cái workout, là cái việc luyện tập thể dục của bạn. Mình có từ workout là tập thể dục đây. Workout là tập thể dục ha. Ok, số 3 là hãy mặc quần áo thích hợp, phù hợp khi mà sử dụng cái sản phẩm này. Avoid là tránh. Avoid là tránh ha. Tránh cái attire, mình có từ attire là quần áo hay là trang phục đây. Attire, tránh những cái quần áo loose là gì em? Rộng ấy. Rộng hay là lỏng ở đây có nghĩa là rộng ha. Tránh mặc những cái quần áo rộng nè. Và jewelry là trang sức ha. Jewelry là trang sức cũng rất là hay gặp. Và trang sức bất kỳ cái loại nào luôn. Bởi vì những cái đồ như vậy á, nó có thể là bị catch. Mình có từ catch là bị mắc, bị vướng vào đây. Có thể là bị mắc, bị vướng vào khi mà tập thể dục bằng cái thiết bị này. Số 4, ensure, hãy đảm bảo là có đủ cái clearance, là cái khoảng gian, không gian trống ha. Có đủ cái khoảng không gian trống, có đủ cái khoảng trống xung quanh cái máy để mà permit, cho phép cái việc sử dụng nó không bị restricted, nó không bị hạn chế ha. Số 5, trẻ em á, thì không nên được cho phép access to, là tiếp cận đây. Trẻ em thì không nên được cho phép tiếp cận cái máy vào bất kỳ cái thời gian nào, even when, thậm chí là khi nó không sử dụng. Rồi, để mà care là chăm sóc và maintenance là bảo trì, general tổng quát á, thì hãy wipe là lau đen, lau cái surface là những cái bề mặt, upholster là được bao, được phủ đen, hãy lau những cái bề mặt được bao, được phủ bằng cloth và miếng vải nè, damp là ướt đen, miếng vải ướt, warm là ấm ha, có nghĩa là hãy lau bằng một cái miếng vải được ẩm, nước ấm đẹp ha. Rồi đừng có sử dụng cái Flexon 900 nếu mà có cái size là cái dấu hiệu ấy. Size là dấu hiệu hay là ký hiệu ha. Nếu mà cái dấu hiệu damage là hư hỏng, hư hại đó. Nếu mà cái dấu hiệu hư hỏng, hư hại nó xuất hiện được hôm nào? Sẽ có 155. Câu B mình có từ appliance là thiết bị ha, thiết bị hay là dụng cụ đẹp. Appliance, thiết bị. Vậy câu B là thiết bị nhà bếp, dụng cụ nhà bếp ha. Câu C mình có từ factory là nhà máy đây. Vậy câu C là thiết bị nhà máy ha. Câu D mình có từ health supplement là cái thực phẩm bổ sung sức khỏe, là cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe đây. Ok, câu 156, câu A mình có từ separately là một cách riêng biệt hay là một cách riêng lẻ ha. Câu C mình có từ maintenance là gì em? Cái việc bảo trì ha, gặp rồi. Tiếp câu D mình có từ attach là gắn hay là cài vào đây em. Charger là cái cục sạc ha. Vậy câu D là nó phải được gắn vào một cái cục sạc, được không nào? Câu 157, câu A mình có từ adjust, rất là hay gặp, động từ là điều chỉnh ha. Adjust là điều chỉnh. Câu B mình có từ components, có nghĩa là cái bộ phận hay là cái thành phần, gặp rồi đấy em. Secure là an toàn ha. Hãy kiểm tra những cái bộ phận, những cái thành phần nó đã được gắn an toàn chưa ha. Câu C, sufficient có nghĩa là đủ đấy. Sufficient là đủ ha. Câu C là giữ đủ cái khoảng không xung quanh cái máy, được không nào? Câu D mình có từ appropriate là phù hợp hay là thích hợp đó. Vậy câu D là mặc những cái loại quần áo phù hợp, thích hợp ha. Ok.